Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Cẩm Nang Số của chúng tôi ngày hôm nay. Như thường lệ, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những thông tin kiến thức bổ ích và thú vị. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video ngày hôm nay. Hướng dẫn đặt bàn thờ thần tài hợp với người tuổi Tuất để chiêu tài lộc. Đối với những hộ làm ăn kinh doanh, buôn bán thì bàn thờ thần tài được coi như báu vật đem lại tài lộc, may mắn. Tuy nhiên, đặt bàn thờ thần tài tại vị trí nào để phát huy được hết công năng chiêu tài là điều mà gần đây chúng tôi nhận được rất nhiều từ quý học viên và khách hàng. Bàn thờ thần tài đặt tại vị trí cung tài lộc và cung quý nhân của gia chủ sẽ giúp kích hoạt tài lộc mạnh mẽ nhất. Trước khi tìm hiểu về vị trí đặt bàn thờ cho người tuổi Tuất, chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua về thần tài, thổ địa. Tùy vào kích thước bàn thờ thần tài, lựa chọn thờ hai ông hay ba ông, gồm ông thần tài, ông thổ địa, ông quan thần phát. Thần phát, thần tài Triệu Công Minh, theo truyền thuyết là người đời nhà Tần, ông lãnh đời đi tu tại núi Trung Nam, Thiểm Tây, Trung Quốc, về sau đắc đạo. Triệu Công Minh coi việc đuổi trừ ôn dịch, cứu bệnh trừ tà. Hơn nữa, ai bị oan ức đến cầu cứu ông thì được giúp đỡ, người buôn bán thì cầu ông để làm ăn được phát đạt, may mắn. Ông địa thông thường có 5 ông, Đông phương Thanh Đế, Tây phương Bạch Đế, Nam phương Xích Đế, Bắc phương Hắc Đế và Trung phương Huỳnh Đế. Về hình thức bên ngoài thì ông địa thường bụng vệ, người trắng nõn, để ngực trần, đầu cuốn khăn, tay cầm quạt và hay có con cọp đi theo. Thông thường là ông bụng vệ, tay phải cầm quạt, tay trái có lỗ để cắm tiền. Cắm tờ tiền màu đỏ, chọn những tờ tiền có xê đi đẹp, tuyệt đối không cắm thuốc vì khi tán thuốc rơi sẽ làm bật bàn thờ thần tài, việc này hoàn toàn không tốt. Thần tài gồm có 5 ông, Hắc thần tài, Thanh thần tài, Bạch thần tài, Xích thần tài và Hoàng thần tài là vị chủ chốt để chiêu tài lộc cho bàn thờ. Tuổi Giáp Tuất, sinh năm 1994. Người sinh năm 1994 là tuổi Giáp Tuất. Những người tuổi này thuộc ngũ hành hỏa. Đa phần, những người tuổi Giáp Tuất đều là những người miệng lưỡi sắc sảo, có mưu trí, có danh tiếng. Người tuổi Giáp Tuất trong kinh doanh khi đặt hướng bàn thờ thần tài nên kê theo hướng Đông Bắc 67,5 độ, cung tài lộc Đông Bắc 37,5 độ và Tây Nam 217,5 độ, cung quý nhân. Nếu kê theo hướng này, gia chủ sẽ làm ăn phát đạt, thịnh vượng hơn. Tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982. Người sinh năm 1982 là tuổi Nhâm Tuất. Những người tuổi này thuộc cung hành thủy. Đa phần, những người tuổi Nhâm Tuất đều là những người hay có tính hướng làm việc thiện, có quý nhân đề bạt nên làm việc chăm được thuận lợi. Khi về già sẽ được sống sung túc. Người tuổi Nhâm Tuất trong kinh doanh khi đặt hướng bàn thờ thần tài nên kê theo hướng Tây Bắc 337,5 độ, Đông Nam 157,5 độ và Đông 97,5 độ, cùng quý nhân. Nếu kê theo hướng này, gia chủ sẽ làm ăn phát đạt, thịnh vượng hơn. Tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970. Người sinh năm 1970 là tuổi Canh Tuất. Những người này thuộc ngũ hành kim. Đa phần, những người tuổi Canh Tuất đều là những người nhanh nhẹn, muốn gì được nấy, khi về già sẽ được hưởng phúc. Người tuổi Canh Tuất trong kinh doanh khi đặt hướng bàn thờ thần tài nên kê theo hướng Tây Nam 247,5 độ, cung tài lộc Đông Bắc 37,5 độ và Tây Nam 217,5 độ, cùng quý nhân. Nếu kê theo hướng này, gia chủ sẽ làm ăn phát đạt, thịnh vượng hơn. Tuổi Mậu Tuất, sinh năm 1958. Người sinh năm 1958 là tuổi Mậu Tuất. Người tuổi này thuộc ngũ hành mộc. Đa phần, những người tuổi Mậu Tuất thường là những người hòa nhã, lúc trẻ thường không giữ được của ăn của để, nhưng khi về già thì lại sung túc hơn. Người tuổi Mậu Tuất trong kinh doanh khi đặt hướng bàn thờ thần tài nên kê theo hướng Đông Nam 157,5 độ, cung tài lộc Đông Bắc 37,5 độ và Tây Nam 217,5 độ, cùng quý nhân. Nếu kê theo hướng này, gia chủ sẽ làm ăn phát đạt, thịnh vượng hơn. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể lựa chọn được vị trí đặt bàn thờ cho người tuổi Tuất chiêu tài lộc mạnh mẽ nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay của chúng tôi. Mong rằng những chia sẻ trên sẽ giúp ích được nhiều cho quý vị và các bạn. Quý vị đừng quên nhấn like video này, đăng ký và theo dõi kênh để không bỏ lỡ những video thú vị mới nhất đến từ chúng tôi nhé.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!